Ê, 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 đâu, 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 đâu. Ê, có xe tăng kìa. Tiger kìa. Đậu xanh. Chiếc Tiger. Xe tăng con cọp. Listen up. McGregor will take second squad down this road and hit the Jerry's right flank. Ok, chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Call of Duty phần 2. Tập này chúng ta sẽ lại vào vai của những người lính Anh Quốc. Captain Wright kìa. Thằng cha đỏ nón đỏ này nè các bạn. Captain Wright đó nha. Bạn nào xem những cái series mà Call of Duty hiện đại của mình chắc chắn sẽ biết ông này. Một nhân vật rất là thân quen của chúng ta. Cái đậu phộng cái súng này. Ui cái súng này ngắm khó lắm các bạn ơi. Captain Wright lên liền. Sống lên. Ui các bạn ơi, cái súng này nó vừa ngắm mà ngắm thiếu chính xác mà nó vừa yếu nữa. Chắc phải đổi thôi. Chạy đâu hả bạn? Bạn nào bắn bắn vậy? Bạn nào vậy? Oh, MP40. Được. Thật ra thì cái súng mình vừa đổi các bạn, cái súng mình vừa cầm á, bị mình chơi dở nãy giờ á. Đó là một khẩu súng thật sự rất dở luôn. Mình coi trên mấy cái báo mạng bạn nói về những cái khẩu súng của Thế chiến thứ hai, khẩu súng nó bị chê tơi bời luôn các bạn ơi. Bên phía Mỹ còn một khẩu nữa cũng khá là dở. Ôi ôi, có một thằng nấp đâu đây rồi, bị pháo kích rồi. Ây da. À, Captain Wright chỗ tài cho anh coi coi nào. Có khẩu MG trên lầu kìa. Ê xuống gì đây. Đó, cây này mới thấy ghê nè các bạn. Cây này mới khủng khiếp nè. Cây này bắn rất là dữ nè các bạn ơi. Nó là thuộc dòng súng máy ha, nhưng mà băng đạn nó chỉ có 30 viên thôi. Súng này mình rất thích nè. Bắn mạnh lắm nha. Wow. Bắn gần khỏi gần nhắm luôn. Không. Độ chính xác khá là cao. Mặc dù mình không thể ngắm luôn á. Ngắm rồi vậy các bạn. Ngắm bằng cái Iron Sight. Bài nón. Thấy anh cầm khẩu này thì lượng đi nha. Đừng có đắp ló để anh bắn gán chịu á. Lượng đâu vậy mấy bạn? Mấy bạn lượng đâu vậy? Ủa đi đường nào quá đó ta? À phía bên tay. Sắp hết đạn rồi. Mấy anh Đức này nhìn béo tốt quá ha các bạn. Nhìn hơi béo béo sao á, mập mập. Ow. Nè, khẩu súng này nè. Rồi, không lậm đâu. Khẩu súng hồi đầu game á tệ hại luôn. Ây da. À, bọn mày nãy giờ vội bơm tao. Hai đứa mày. Trời ơi, con bò ăn nguyên quả lựu đạn luôn rồi. Nãy giờ nó vội bơm tụi mình bằng khẩu cối này nè các bạn. Lũ khốn nạn. Rồi, khẩu súng máy của mình chỉ còn 30 viên thôi các bạn ơi. Tình thế rất nguy cấp. Next level of war.
Mày nè con. Mày nè con. Tay bắn tỉa đỉnh nhất châu Phi đây. Đi lộn châu Âu. Bạn nào không biết tay bắn tỉa đỉnh nhất châu Phi thì mời các bạn sang cái series Far Cry 2 của mình nha. Có cái tập tay bắn tỉa đỉnh nhất châu Phi á, các bạn coi đi. Sẽ biết ngay. Bài cái nón. À, nấp nè, nấp. Chưa chết kìa. Chưa chết nè. Ê cái gì vậy? Ui, thấy cái này. Nhiều đạn. Đi kia để bồ chết mình lụm. Ôi chết lẹ lẹ đi để tao còn lụm nữa. À. Hãy chết đi bồ ơi. Nhường cái súng nó lại cho tao. Tao đang ghiền cái súng đó mà mày không chịu chết gì hết. Thôi. Rồi, ném khoai lang cho mình hoài. Khoai tây này. Khoai tây này. Bữa nay tao đãi tụi mày ăn khoai. Ăn khoai, ôi da. Nó bắn kiểu này làm sao mình dám lú đầu ra đây. Mấy chế nó núp trong mấy cái cửa sổ bắn như thánh vậy á. Lú đầu, lú đầu. À, núp hay quá. Hết lưu đạn rồi. Thôi xong, xong. Trong nhà nó còn ai không ta? À, lưu đạn. No, no. No, 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 no. Trong nhà này hình như chết hết rồi. Hello. À, mày này bại cái nón. Chết mày chưa. Trên đây chắc còn. Rồi mấy anh đã đi hết rồi. Chết hết rồi. Yeah. Còn cái nhà bên kia thôi. Captain Bright trong đây vô dụng quá. Mấy phần sau này mới giữ. Ê MG nè. Bắn bộ thôi. Bắn bộ là thua đó. Đỉnh mệnh. Cái súng này nó bắn kiểu này làm sao mà chịu nổi hả các bạn. Xả mấy chục viên một trong vòng một giây á. Khẩu AK hình như là tốc độ 10 viên một giây á các bạn. Ê. Ây da, mấy chế đang làm gì đó. Đừng có giỡn mặt nha hồn. Giỡn mặt với anh là ăn kẹo đó. Rồi mấy bạn này đang bị thương các bạn. Tù nhân nè. Mình chỉa súng như thế này nè. Tụi nó mà giỡn mặt là ăn liền. Ho một phát thôi là cũng đủ chết rồi. Biết chưa. Hả? Lần này về nhà nhớ một khẩu trang nghe không? Covid-19 dữ lắm đó. Ai nhắn tin thế này? Rồi mình đi theo bạn này các bạn ơi. Không biết nó dẫn mình đi đâu nữa. Ê kìa 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 kìa, đâu kìa? U leo nhân trộm vậy. Ăn trộm. Tính ăn trộm xoài nhà ta hả? Ăn trộm xoài. Đỉnh mệnh. Bạn đó lỗ mèo luôn kìa. Bạn ơi. Mình bắn trong đây như vậy chứ mình bắn CSGO dở lắm các bạn ơi. Đừng tưởng mình bắn xe SGO hay nha. Bắn dở lắm đó. Qua đây. Thằng này ngộ ta, nó dẫn mình đi mà nó chạy sao không à.
cho nó dẫn đường đi. Có gì nó lãnh đạn thay mình. Mình đắp sau có gì mình chạy được. Ok. Lên đây. Rồi lấy khẩu này. Súng chống tăng. Bazooka. Làm gì đây? Nãy giờ nó đang khởi động cái nó đề máy chiếc xe các bạn. Xe này chở vũ khí. Cái gì thế này? Một phát một. Quá dữ. Ây da. Wow. Bắn trúng cái nhà. Ê ê ê. Đâu 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 đâu. Ê có xe tăng kìa. Tiger kìa. Đậu xanh. Chiếc Tiger. Xe tăng con cọp. Đờ mờ. Đờ mờ. Ui viên đạn nó bay tầm bậy tầm bạ kìa. Đờ mờ mày. Yeah. Chúng ta đã hạ được xe tăng con cọp rồi. Đã hạ được một con cọp. Con cờ. Không biết tụi này có bao nhiêu con cờ nữa. Vậy thôi đó hả? Rồi, lói mấy thằng kia cho lên xe. Mang thương binh này tội nghiệp quá. Lắc đem mấy thanh niên này về cách ly luôn nha. Nhiễm bệnh rồi. Covid-19 của mẹ nó rồi.